Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử đồng chí Trần Thanh Mẫn. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí Trần Thanh Mẫn sinh vào ngày 12 tháng 8 năm 1962, quê quán xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, trình độ học vấn tiến sĩ kinh tế, trình độ lý luận chính trị cử nhân. Ngày vào Đảng 25 tháng 8 năm 1982, ngày chính thức 25 tháng 8 năm 1983, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, 11, 12, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, khen thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Kỷ luật không, chức vụ hiện nay Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 14, đơn vị Cần Thơ. Về tóm tắt quá trình công tác, từ tháng 7 năm 1979 đến tháng 11 năm 1981, cán bộ huyện đoàn, ủy viên Ban chấp hành huyện đoàn, Chánh văn phòng huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Tháng 12 năm 1981 đến tháng 10 năm 1984, ủy viên Ban thường vụ, Phó Bí thư thường trực huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Từ tháng 11 năm 1984 đến tháng 12 năm 1987, huyện ủy viên, Bí thư huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Từ tháng 1 năm 1988 đến tháng 7 năm 1992, ủy viên Ban thường vụ tỉnh đoàn, Phó Bí thư tỉnh đoàn Hậu Giang. Tháng 8 năm 1992 đến tháng 6 năm 1994, Bí thư tỉnh đoàn Cần Thơ, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Cần Thơ, nhiệm kỳ 1989-1994. Từ tháng 7 năm 1994 đến tháng 11 năm 1999, ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Cần Thơ. Từ tháng 12 năm 1999 đến tháng 12 năm 2003, tỉnh ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cần Thơ. Tháng 1 năm 2004 đến tháng 12 năm 2005, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Lâm Thời, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2004-2009. Từ tháng 1 năm 2006 đến ngày 25 tháng 2 năm 2008, ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Bình Thủy. Từ ngày 26 tháng 2 năm 2008 đến ngày 18 tháng 3 năm 2008, ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Quận ủy Bình Thủy. Từ ngày 19 tháng 3 năm 2008 đến tháng 12 năm 2010, ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Từ tháng 1 năm 2011 đến ngày 8 tháng 2 năm 2011, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Ngày 9 tháng 2 năm 2011 đến ngày 14 tháng 4 năm 2011, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Từ ngày 15 tháng 4 năm 2011 đến tháng 9 năm 2015, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13, đơn vị thành phố Cần Thơ. Từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 12 năm 2015, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13, đơn vị thành phố Cần Thơ. Từ tháng 1 năm 2016 đến ngày 13 tháng 4 năm 2016, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13, đơn vị Cần Thơ. Từ ngày 14 tháng 4 năm 2016 đến tháng 9 năm 2016, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 14, đơn vị Cần Thơ. Từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 6 năm 2017,
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 14, đơn vị Cần Thơ. Tháng 6 năm 2017, tại hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 7 khóa 8 đã hiệp thương cử đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019. Ngày 9 tháng 5 năm 2018, tại hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, đồng chí được bầu bổ sung Ủy viên Ban Bí thư khóa 12. Ngày 20 tháng 9 năm 2019, tại Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã được Đại hội hiệp thương tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại phiên bầu cử Trung ương, đồng chí được bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Ngày 31 tháng 1 năm 2021, tại phiên họp đầu tiên của Trung ương Đảng khóa 13, đồng chí được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Về một số thành tựu, đồng chí Trần Thanh Mẫn với sự nghiệp công tác thực tế cho đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có nhiều thành tích cống hiến, nhận được bằng khen của Đảng, Nhà nước, Huân chương Lao động hạng nhất năm 2017, hạng nhì năm 2010, hạng ba năm 2005, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba 2011, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.